bên kia bầu trời về đêm trước đang lạnh dần và anh giờ đang chìm trong giấc mơ yên bình. Nơi mây mang vào phòng vòng tay của em nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ nghe tim em cồn cào và da diết trong nỗi cho anh đêm lung linh và thiên sóng người biến lớn gửi anh những ngôi sao trên cao tặng anh chưa cần gió ấm để anh thấy chẳng hề cô đơn để anh thấy mình gần bên nhau để anh vững tin và tình yêu hai chúng ta rồi cơn mưa em qua đi ngày mai lúc này cơn gió ngày mai sẽ buồn lên môi anh để con cho em ấm áp và anh sẽ cười nhiều anh nghe để anh mãi là niềm hạnh phúc của anh mà cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái cục đẩy hàng cực kỳ cao cấp anh em nhé. Hàng này là hàng xuất châu Âu. Cục đẩy này là cục đẩy của B3 Titatari, một thương hiệu đến từ Đức anh em nhé. Với cục đẩy lần này thì công suất rất là lớn, hàng bãi còn rất là đẹp anh em nhé. Hàng này chỉ dùng lướt qua thôi. Nó còn cực kỳ là mới, nó đạt khoảng 95% về độ mới. Về công suất thì nó là công đẩy 4 kênh, công suất 1.700W một kênh ở chế độ 8 ohm và 2.600W một kênh ở chế độ 4 ohm anh em nhé. Cho nên là đây là một trong những cục đẩy nó đánh cho anh em full đôi 40, súp kép 40-50, chơi rất là thoải mái anh em nhé. Súp kép kể cả anh em sử dụng những cái dòng mà côn từ lớn như từ 220, 240, côn 100, côn 120 đánh bình thường anh em nhé. Quay chi tiết cho anh em xem này. B3XA4.14 anh em nhé. Là một trong những cái dòng công suất lớn nhất của thương hiệu B3 Beta 3. Với thiết kế mặt phay nhôm trắng diamond cắt kim cương rất là đẹp. Mặt phay nhôm trắng nhé. Đấy. Có một cái lưới hình dạng tổ ong ở đây để làm cái hút gió và làm mát cho máy. Đấy, đây công tắc nguồn này anh em nhé, nút ấn rất là sướng. Phai nhôm cực kỳ đẹp. Em thì hiện tại thì có vài cục thôi em nhé. Anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ sớm, tại vì cái dòng này rất ít, rất hiếm anh em nhé. Đây, đây là mặt trước, đồng mai, còn đây là mặt sau anh em nhé. Mặt sau đây. Đấy, model là XA4.14 anh em nhé. Đấy, điện áp đầu vào 220-230, đẩy 4 kênh ABCD, công suất 8 ohm, 20 mF, 1.700, một kênh nhân 4 anh em nhé. Đấy. Đấy. 4 ohm thì là 2.600W một kênh. Đấy, rất là khủng anh em nhé. Hàng xuất châu Âu, nó làm cực kỳ chế chất.
và nó cho ra một cái chất âm rất là tuyệt vời anh em nhé, rất là tuyệt vời đối với dòng này. Đấy, 4 kênh, kênh A, kênh B, kênh C và kênh D. Đấy. Ngoài ra nó có các cần gạt như là sensitivity, độ nhạy tín hiệu đó vào, và gạt link anh em nhé, gạt link có nghĩa là anh em muốn cắm 4 đường tín hiệu ra 4 kênh, hoặc là em chỉ cần cắm 2 đường thôi, 2 đường kênh A, kênh C thì cả 4 kênh nó đều có tín hiệu hết rồi. Khi anh em gạt cái cầu sang phần link này, đấy, cái nút gạt này nhá, gạt sang phần link nó sẽ link ra anh em nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây, cục đầy này nếu mà hàng mới em nhá, hàng mới nguyên thùng thì ở trang web ở bên Mỹ, đây là trang Omistem này, đang bán với giá của nó là lên đến 57 triệu anh em nhá, 2.298 đô. Đấy, đây anh em nhá. Đấy, trang này trang là Omistem anh em nhá, Mỹ này, công suất này. Đấy, đây 1.700W này, một kênh nhân 4 nhá. Đây thông số có hết anh em nhá. Một trang này là trang ở Texas của Mỹ anh em nhá. Đấy. Ok. Một trong những cái hàng xuất châu Âu mà cực kỳ nổi tiếng của cái dòng B3. Anh em xem tiếp về phần nội thất này. Rất là đẹp anh em nhá. Đấy. Anh em thấy chưa? Rất là khủng. Đây, tụ vàng ống anh em nhá. Tụ vàng ống này. Đấy, 10.000 microfarad. Cực kỳ đẹp anh em ạ. 95%, hàng này là chị mới dùng là cắm vào phòng độ tầm mà một tháng là đã thanh lý rồi anh em nhá. Tốt. Cho nên là chỉ dùng nước thôi, còn rất là đẹp. Này là chạy 20 tụ anh em nhá. 20 tụ. 10.000 mi. Con này là chạy bao nhiêu vô này? 50 vô anh em nhá. 50 vô mắc nối tiếp sử dụng cho 4 kênh. Tụ vàng ống luôn. Đấy, dập series trên nóc tụ luôn anh em nhá. Mặt xanh đẹp. Đấy, mới tinh anh em ạ. Đấy, keo chỉ từng đờ một này, chân trâu rắc này. Đấy, em nhìn thấy chưa, nhìn nét luôn, công suất rất là khủng. Đấy, quạt nó chưa có tí bụi anh em nhé. Ok, đối với dòng này thì đánh thoải mái các loại loa cho anh em luôn. Bây giờ em sẽ đánh thử cho anh em nghe nhá. Đấy, với con này. Còn về giá thì nếu mà cái giá mới của nó ở trên website nó đang bán tầm 57 triệu nếu quy đổi ra tiền Việt Nam anh em nhé, và 2.298 đô. Thì đối với con này thì hàng lướt đẹp như thế này thì Nghĩa Đô đang bán với anh em với giá cực kỳ tốt anh em nhé. Tại vì cái hàng này nó về là lẫn lô cho nên nó là giá nó rất là tốt. Còn giá con này thì Nghĩa Đô đang bán tại cửa hàng với giá là 13.500. Nếu anh em nào quan tâm đến sản phẩm này hãy liên hệ sớm với Nghĩa Đô anh em nhé. Ok, thì bây giờ em sẽ test cái chất âm cho mọi người cùng xem nha. Chạy rất là êm với cái dòng này, size 2 U nhá. Ok, em đã kết nối được một cục đẩy 4 kênh em nhá, XA4.14 này. Em được đánh hai chiếc loa, đây là hai kênh, cái này là kênh C, kênh D anh em nhá. Rất đẹp luôn. Đây. Với cái dòng này thì nó là cái quạt cảm biến anh em nhé. Quạt cảm biến đấy, nóng thì nó sẽ chạy nhanh, còn nếu mà mới bật lên thì nó sẽ nguội, thì nó sẽ không chạy anh em nhé. Đây là quạt cảm biến. Máy này thì nó rất là mát. Thì cái dòng này, này chạy nó rất là mát máy anh em nhé. Quạt nó cảm biến nha anh em nhé. Đóng le đèn xanh đây nó sẽ hiện lên này. Rồi mình thử cho anh em nhé. Chỉ cần nhích một tí thôi anh em nhé, công suất rất là lớn, anh em cần nhích một tí thôi.
lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo linh. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn quả lấp chữ tình. Còn tình chiến anh còn đi đừng giận.